Cái này chị có nhắc nhở chúng ta là luôn luôn kiểm soát thân tâm ở hiện tại, luôn sống tốt, làm việc tốt ở hiện tại. Đừng nghĩ đến tương lai. Các con có mục đích rồi, mục đích các con rất rõ rồi. Và các con biết bằng cách nào để các con đạt được mục đích của các con rồi. Thì bây giờ các con hãy làm thật tốt ở hiện tại. Không mong cầu tương lai, nó sẽ ra y như rằng vì các con đang làm đúng trình tự, đúng công thức, đúng chánh pháp thì nó sẽ ra y như kết quả. Thí dụ bây giờ ước mơ của chúng ta là về cực lạc, thì bây giờ chúng ta đã có mục đích cực lạc của chúng ta rồi, thì bây giờ mỗi ngày chúng ta làm gì để đạt được mục đích đó? Tu tập kiểm soát thân tâm, luôn trong chánh niệm, giúp đỡ mọi người, làm thật nhiều việc lành, phóng sanh, từ thiện, sám hối, tu tập. Và những cái này chúng ta làm thật tốt mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, thì làm sao chúng ta không đạt được mục đích? Chúng ta nghĩ coi, nếu chúng ta làm được như thế thì chúng ta có đi 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 chật đường đầy xuống địa ngục không? Không. Cho nên các ngài nói là không không tập trung vào tương lai mà tập trung vào hiện tại. Các con làm thật tốt hiện tại thì cái quả tương lai, cái quả cực lạc con sẽ trổ. Cái hoa sen ở cực lạc con sẽ trổ và nở rất đẹp, rất to. Còn nếu không ngược lại, đó là ước mơ của con và con tối ngày cứ lo chuyện ta bà không, thì ước mơ nó vẫn là mơ ước, sẽ không thành. Và ta chấm ở đây, tất cả đều là hiện tại, chứ không thể nào chấm tương lai được hết. Vì tương lai của các con tùy thuộc vào sự suy nghĩ, hành động. Suy nghĩ, lời nói, hành động của các con mà nó ra được tương lai của các con.